sự thật rườm rà về giới huyền thuật ở Thái Lan. Thế giới các loài bùa ở Thái Lan thật vô cùng phong phú, bùa hộ mệnh, bùa chứng giám lời thề, bùa tài lộc. Tuy nhiên, loại được bán chạy nhất ở đây phải kể đến là bùa linh thiên cái Kung Ma Thong. Loại bùa này được phát triển dựa trên câu chuyện dân gian Thái Lan. Theo đó, một vị tướng tên là Kung Pak tức giận vì phát hiện vợ đầu độc mình, nên đã lôi đứa con trong bụng vợ bọc vào một tấm vải thiêng rồi đưa lên bếp sấy khô và đọc thần chú luyện bùa linh thiên cái. Đứa bé chết đi, hồn nhập vào bùa trở thành một vị thần hộ mệnh cho cha mình. Dù chỉ là một câu chuyện hoang đường như vậy, nhưng người Thái Lan lại rất tin rằng các hồn ma trẻ nhỏ linh thiêng và có thể bảo vệ cho gia đình khỏi những nguy hiểm đe dọa. Tinh thần trong sáng của những đứa bé kết hợp với chú thuật thần lực của các vị tổ thông qua việc tu luyện công phu của các pháp sư sẽ cho ra đời một tiểu quỷ có nhiều khả năng đặc biệt. Từ hàng triệu năm trước, người ta đã tìm thấy những bản hướng dẫn chi tiết cách làm một Kung Ma Thong. Theo nguyên bản, để làm nên bùa này, người ta phải ra nghĩa địa tìm xác chết một người phụ nữ đang có mang và mới chết được 21 ngày. Sau khi bày đồ lễ vật cúng, ông thầy xin người phụ nữ đỡ con trong bụng rồi đào xác lên mổ bụng lấy đứa bé. Lấy được xác về, thầy phù thủy phải đem ngay đến lò thiêu gần đó nhất để thực hiện công đoạn thứ hai là sấy khô xác chết. Khi xác đứa bé đã được khô queo quắt và nhỏ gần bằng nắm tay thì ông thầy dùng vải quấn lại và phủ một lớp sơn mài, sau đó dát bằng vàng lá rồi để lên bàn thờ thực hiện nghi thức ma giáo. Kung Ma Thong được người Thái Lan tin là có thể làm được rất nhiều, từ giúp đỡ người nuôi thờ mình làm ăn phát đạt, hút tiền đến cho chủ nhân, bảo vệ gia tài. Đáng kể nhất, loại bùa này có thể giúp phá cách đối phương trong làm ăn buôn bán như gây bệnh, gặp nạn. Quyền năng thực sự của Kung Ma Thong vẫn chưa được kiểm định. Luật pháp Thái Lan nghiêm cấm việc chế tạo sử dụng Kung Ma Thong, song những đồn thổi truyền tai nhau về quyền năng siêu phàm khiến cho nó vẫn luôn là một thứ hàng chợ đen đắt giá. Và ở những bệnh viện Thái, thai nhi non liên tục bị đánh cắp, một các bà mẹ đang mang thai cũng thường xuyên bị ăn trộm. Nghiêm trọng hơn, vào tháng 10 năm 2011, có đến 348 xác thai nhi đã bị phá, được tìm thấy bọc trong các túi nhựa và đang thối rữa tại một tu viện Phật giáo ngay giữa trung tâm Bangkok. Những cái xác này được thu gom từ 5 phòng phá thai bất hợp pháp khác nhau với mục đích là bán lại cho những tay thầy pháp để làm thành bùa hộ mệnh. Mỗi Kung Ma Thong được bán với giá vài nghìn đến vài chục nghìn USD, thậm chí có nơi còn được bán với giá gần 70 triệu đồng. Đắt là vậy, nhưng niềm tin và khả năng đặc biệt vào loại bùa này khiến giới doanh nhân, người làm ăn buôn bán ở Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông vẫn ra sức săn lùng. Còn giới showbiz ở Thái Lan, dù không công khai nhưng thực sự vẫn luôn xem Kung Ma Thong là bí quyết để thăng tiến trong những sự nghiệp dành nhiều tài lộc. Việc chăm sóc Kung Ma Thong kỳ dị này cũng hết sức kỳ dị. Người chủ phải đặt nó trên một kệ riêng ở nơi kín đáo và phải nuôi dưỡng nó hàng ngày bằng một ly sữa hay nước ngọt. Con ma nhỏ sẽ có thể nhìn thấy hay nghe thấy những mối nguy hiểm với chú từ khoảng cách 20.000 km. Tuy nhiên, đôi khi Kung Ma Thong cũng có thể nghịch ngợm phá phách chủ nhà do bản tính của nó vẫn còn trẻ con. Vào những lúc Kung Ma Thong nghịch ngợm thì chủ nhà cũng phải trừng phạt nó bằng cách đánh nó nhẹ nhàng với một cây gậy gỗ và trách mắng bằng một giọng điệu nghiêm khắc, giống như cách mà họ dạy dỗ trẻ con vậy. Và một khi người nào đó không còn đủ khả năng chăm sóc một Kung Ma Thong được nữa, họ sẽ đưa nó đến một ngôi chùa rồi lặng lẽ ra về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh của mình nhé.